Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay okay, trở lại với Talk Show của Rui và Steve. Mình là Steve đây. Hôm nay là thứ sáu, ngày 16 tháng 6. Và hôm nay chúng ta có một tin rất vui cho thị trường crypto. Một tin rất là vui đó là quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock với hơn 10.000 tỷ đô được quản lý thì đã đệ đơn để xin cấp phép thành lập một quỹ Bitcoin ETF Spot. Mình nhắc lại đây là họ nộp đơn để xin đăng ký một cái quỹ Bitcoin ETF Spot và cho tới thời điểm hiện tại thì ủy ban chứng khoán hoa kỳ vẫn từ chối tất cả những cái đơn đăng ký để mà thành lập quỹ bitcoin etf spot và họ chỉ cho phép thành lập những quỹ bitcoin etf và future nghĩa là dựa trên hợp đồng tương lai thôi thì cái việc mà một cái quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới lớn nhất mình nhắc lại là lớn nhất thế giới đệ đơn để mà xin cấp phép một quỹ bitcoin etf spot thì đang gây ra một cái làn sóng rất là tích cực ở trên thị trường crypto. Đó, bởi vì mọi người biết rằng là so sánh với cả những cái thực thể trước đã đệ đơn để xin thành lập cái quỹ Bitcoin ETF Spot với cả Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ thì BlackRock thực sự là một người khổng lồ. Và theo cái nhận định ở trên những bài báo thì họ nói rằng là gì? À, BlackRock là một gã khổng lồ theo nghĩa đen luôn. Đó, và họ nói rằng là khi mà BlackRock đệ đơn xin cấp phép của thứ gì đó thì thường chắc chắn là nó sẽ được thông qua bởi vì trước khi mà họ đệ đơn xin cấp phép thì họ đã làm lobby và chuẩn bị rất là kỹ rồi. Và bài báo này người ta cũng nhận định rằng là BlackRock có thể không dễ dàng bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ từ chối. Bởi vì thứ nhất, đây là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với hơn 10 000 tỷ đô la được quản lý. Và cái giám đốc điều hành Larry Fink của BlackRock Hiện tại thì có quyền lực chính trị có thể sánh ngang với Ủy ban chứng Hoa Kỳ và Gary Gensler, thậm chí là hơn. Đó. Họ vừa có tiền và họ vừa có quyền. Đây chính là hai cái lý do mà à, thị trường rất là phấn khích với cả cái thông báo rằng là à, công ty BlackRock chính thức đệ đơn để xin cấp phép một quỹ Bitcoin ETF spot. À, và mọi người rất là hào hứng rằng là có thể trong năm nay, đúng không ạ? hoặc là đầu năm sau thôi thì chúng ta sẽ thấy là cái ước mơ của thị trường crypto trở thành hiện thực nghĩa là một quỹ bitcoin etf spot được chính thức thành lập chứ không phải là dựa trên hợp đồng tương lai gọi là future và nó sẽ có những ảnh hưởng cực kỳ tích cực với cả thị trường crypto bởi vì trong quá khứ trong quá khứ thì chúng ta thấy rằng là khi mà quỹ gold etf spot được thành lập thì nó đã có tác động cực kỳ tích cực với cả thị trường vàng và giá vàng đã tăng kể từ khi mà quỹ đó được thành lập tới bây giờ à, chưa một lần nó quay trở lại nó quay đầu trở lại à, nó chỉ có tăng một mạch thôi mà nó đã bỏ xa rất xa cái mốc và tại cái thời điểm mà quỹ gold uh, etf spot được thành lập rồi vì vậy mọi người rất là kỳ vọng với câu chuyện là quỹ bitcoin etf spot cũng được thành lập à, nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến giá của bitcoin ở trên thị trường à. thì uh, quay trở lại một chút câu chuyện nó thú vị là gì? À, những cái gã tài phiệt, những cái gã khổng lồ như BlackRock ấy, thì rất ít khi thể hiện uh, một cái sự hứng thú uh, đối với cả một cái tài sản hay là một cái mảng đầu tư nào mới mà trước đó thường là họ phải dìm, thường họ phải dìm. Và riêng với cả BlackRock thôi thì chúng ta cũng thấy rằng là 6 năm trước thì chính uh, CEO Larry Fink của BlackRock đã gọi Bitcoin như là một chỉ báo của cái việc rửa tiền và gắn ghép một cái ý nghĩa xấu cho Bitcoin là gì chỉ dùng để rửa tiền thôi và khi mà Bitcoin tăng giá thì có nghĩa là lúc đó là tiền đang được rửa rất là nhiều Đấy. tuy nhiên rằng là chính Larry Fink à, kể từ năm à, sau đó ngay sau đó thì đã có thể hiện một cái sự hứng thú với cả Bitcoin và đến thời điểm hiện tại thì à, điều gì đến cũng phải đến đúng không? ai cũng rồi cũng phải Bitcoin thôi thì quỹ BlackRock là quỹ tài sản là quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã chính thức để đơn để xin cấp phép một cái à, Quỹ Bitcoin ETF Sport à, à, Sáng nay thì cũng có rất nhiều người à, Tranh luận Ở trên Twitter cũng như là trên Các cái bài báo khác rằng là Cái đơn xin cấp phép của à, BlackRock ở đây là xin cấp phép Một cái quỹ tín thác Và quỹ này có vẻ như là giống với Cả Grayscale hơn Nghĩa là cái GBTC của Grayscale à, Thì mình cũng có tìm hiểu mình có tìm hiểu và mình uh, thấy rằng là gì? Uh, ví dụ đây này uh, POM thì uh, rất nhiều KOL nhé rất nhiều KOL lớn ở trên crypto tổ. Quốc, uh, có vẻ như là đang tranh luận rằng là đây có thực sự là một quỹ ETF spot không? Hay là đây là một quỹ Bitcoin Trust, nghĩa là quỹ tín thác. Và nếu nó là quỹ tín thác thì nó sẽ hao hao giống với cả GBTC. Uh, chứ không phải hoàn toàn là một quỹ Bitcoin ETF spot và rất nhiều kêu cũng đưa ra nhiều luận điểm của mình nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy rằng là gì. À, mình xem ở trên tài khoản của Eric thì Eric Banjunas ông này là gì là trưởng của cái bộ phận phân tích trưởng của bộ phận phân tích ETF của Bloomberg. Trưởng bộ phận phân tích ETF của Bloomberg thì mình nghĩ rằng người này là cái người có đủ nó có đủ uh, uh, uy tín ở trong ngành để mà có thể phân định rằng thực sự là cái đơn đăng ký của BlackRock là một quỹ Bitcoin ETF spot hay chỉ là một quỹ Bitcoin Trust thôi thì ông nói rằng là gì? Đối với tất cả những người nói rằng việc nộp đơn của BlackRock là một quỹ Trust làm quỹ tín thác chứ không phải ETF thì bạn hãy nhìn lại quỹ vàng, chính là cái ETF vàng spot đó nó cũng được định nghĩa ở bên trong nó có một từ tín thác ở trong đó nhưng mà mọi người đều biết rằng đó là một quỹ ETF và cái việc mà BlackRock gửi đơn này nó cũng có một cái thứ tương tự như vậy nó hơi hơi lách luật một tí à, bởi vì và cái này nó không hề uh, có một cái điểm nào giống với cả cái quỹ Bitcoin Trust của bên Grayscale cả à, không có một tí nào giống cả GBTC cả và theo thông tin rằng là gì à, thực ra thì với Grayscale ấy, thì quỹ Trust của nó hiện giờ là nó không cho rút Bitcoin thực tế không cho rút bitcoin. À, nghĩa là khi mà mọi người muốn đầu tư vào cái quỹ tín thác của Grayscale thì mọi người một là mọi người sẽ uh, gửi tiền vào, gửi tiền vào để đầu tư. Và khi mọi người gửi tiền vào đầu tư thì uh, nhiệm vụ của Grayscale sẽ là đem tiền đấy, uh, đem tiền đấy mua bitcoin trên thị trường và phát hành ra một cái tín chỉ quỹ gọi là gBTC và sẽ quy định rằng là mỗi gBTC này sẽ tương ứng với cả bao nhiêu bitcoin và cái gbtc này bạn sẽ là người nắm giữ đó. nó chỉ có một chiều như vậy thôi chứ nó không có cái chiều ngược lại grayscale là không có chiều ngược lại rằng là nếu bạn cầm gbtc đưa lại cho grayscale thì bạn được quyền lấy lại cái lượng btc tương ứng với cả cái chỗ mà gbtc đấy nó thể hiện đó. thì không có chiều ngược lại đó nó chỉ có một chiều duy nhất là bạn đưa tiền cho grayscale grayscale mua bit và chuyển lại cho bạn một cái chứng chỉ bạn cầm cái chứng chỉ đó lên thị trường tự do để giao dịch nó được giao dịch ở trên sàn, đó. Còn không có chiều ngược lại rằng là bạn cầm cái đó đưa lại cho Grayscale để nhận lại bit, không có. đó thì đấy là cái đặc điểm của của quỹ của Grayscale. Còn với cả quỹ của BlackRock thì Eric có nói rằng là uh, Eric có nói rằng là gì? À, với uh, GLD nghĩa là um, cái quỹ ETF vàng, thì uh, ở đây nó viết viết trong định nghĩa cũng là một quỹ tín thác nhưng mà vì là nó lưu trữ thực sự là lưu trữ vàng vật lý và cho phép là mua bán hàng ngày à, cho phép kinh doanh trên lệch giá và đặc biệt là nó có thể cho phép người ta có thể có khả năng để 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 cầm vàng thành ra là nên về cơ bản nó là một quỹ etf à, và quỹ của blackrock cũng tương tự như vậy à, quỹ của blackrock cũng tương tự như vậy và nó có khả năng theo pom thì là quỹ của blackrock là có khả năng cho phép người dùng có thể rút BTC về ví. Vì vậy nên theo chuyên gia Eric của Bloomberg thì đây là một quỹ Bitcoin ETF và nó thực sự là real deal, nghĩa là nó thực sự là một thỏa thuận lớn của thị trường chứ nó không không chỉ đơn giản là mở thêm một quỹ grayscale tương tự như grayscale mới. Đó. Thì mình nghĩ rằng Chuyên gia họ nói họ có bao nhiêu năm kinh nghiệm và đặc biệt họ là trưởng bộ phận phân tích quỹ ETF của Goldberg thì nó đủ uy tín để chúng ta có thể tin. À, mình nghĩ rằng là chúng ta không cần bàn cãi quá nhiều về câu chuyện đây là quỹ tín thác hay là quỹ uh, ETF nữa. Bởi vì nó, nó là cái ngôn từ, nó là cái định nghĩa thôi. À, quan trọng rằng là thực sự là nó hoạt động như nào và nó làm gì. À, thì nó mới là cái thứ quan trọng. Và nếu mà nó thực sự hoạt động như là cái quỹ uh, Gold ETF thì... Nó sẽ là một cái cú hích lớn cho thị trường crypto Và như mình nói ở đầu video Thì chúng ta thấy rằng là Các cái ông lớn Các ông lớn Những cái ông lớn ở trong làng tài chính thế giới Những cái quỹ quản lý tài sản lớn Thì họ thường tung hỏa mù Trước khi họ thực sự thực hiện cái điều gì đó Thường tung hỏa mù Và chúng ta thấy trước đây thì Năm 2017 đánh dấu một cái Đánh dấu một cái bước ngoặt đúng ạ Năm 2021 lại một bước ngoặt lớn nữa Năm 2017 là những cái cá nhân Những nhà đầu tư cá nhân có nhiều tiền ra dẹp vào thị trường cuối tổ Năm 2020-2021 là đánh dấu những cái quỹ Những cái công ty có máu mặt nhảy vào thị trường cuối tổ Và mình nghĩ rằng chu kỳ tới chúng ta sẽ thấy là những gã khổng lồ Những gã khổng lồ ở trong cái thị trường tài chính thế giới Đồng thời sẽ có sự lên thuyền của những cái quốc gia À, năm 2021 chúng ta thấy chớm nở của cái sự lên thuyền các quốc gia là uh, El Salvador uh, chấp nhận Bitcoin như là một cái đồng tiền hợp pháp của quốc gia của họ thì uh, mình nghĩ rằng cái chu kỳ tiếp theo chúng ta sẽ thấy nó bùng nổ kinh khủng hơn nữa khi mà những cái quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới lên thuyền và thực sự gì thực sự thì là gì ạ thực sự họ đã lên thuyền này chưa Xin thưa rằng là họ đã lên thuyền rồi tuy rằng nước mỹ vẫn còn rất là khó khăn hiện giờ đang có những vụ kiện của ủy ban chứng khoán hoa kỳ với cả tất cả những thực thể liên quan crypto nhưng mình nghĩ rằng cái việc kiện tụng đó nó là cái sự mở đường để cho những gã khổng lồ này lên thuyền đó. các gã khổng lồ thì chưa hề công bố rằng họ thực sự đã mua bitcoin thực sự đã cầm bitcoin hay chưa họ không công bố điều đó nhưng mà có số liệu để cho chúng ta thấy là họ đã đầu tư vào bitcoin rồi đó. cụ thể là cái tên cực kỳ quen thuộc đó. cái tên của công ty cực kỳ quen thuộc của những anh em ở trong thị trường đó là Michael strategy và michael sailor thì michael strategy là một công ty có chiến lược là họ sẽ đi ca bitcoin đến chết đó. và trong cái chu kỳ trước thì michael sailor là chỗ dựa tinh thần của toàn bộ thị trường crypto đó. mỗi lần bitcoin giảm là ông mua bitcoin giảm là ông mua Đó và MicroStrategy từ một công ty phần mềm thì biến thành một công ty đầu tư Bitcoin với chiến lược đầu tư Bitcoin rất là cụ thể và rõ ràng. À, họ sẽ DCA Bitcoin liên tục và đến bây giờ là cái uh, giá trị của công ty gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào giá trị của Bitcoin. Bitcoin lên thì cổ phiếu công ty lên và Bitcoin xuống thì cổ phiếu công ty xuống. Và tài sản của MicroStrategy nắm giữ bây giờ cũng gần như hoàn toàn là Bitcoin. Thì mình mới xem là 10 cái cổ đông lớn nhất của Michael Chenzy là ai? Thì mọi người nhìn đây, đây là top 10 owner uh, của Michael Chenzy thì chúng ta thấy rằng là các cái tên này, The Vanguard này, Fidelity Management này, BlackRock Fund này. Đó, Morgan Stanley này. Uh, Investco Capital này. Mọi người để ý không ạ? Đây. Chúng ta ánh xạ sang một chút này, đây là xếp hạng của các cái quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới Đấy, dựa trên cái số tài sản nó đang quản lý đứng đầu là BlackRock đứng thứ hai là Vanguard đứng thứ ba là Fidelity, Đó. Morgan Stanley thậm chí là còn đứng đứng khá là xa ở bên dưới cơ nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy top 3 thôi BlackRock, Vanguard, Fidelity và mọi người nhìn sang này Top 10 owner, top 10 cổ đông lớn nhất của MicroStrategy hiện tại. Top 2 là Vanguard, top 3 là Fidelity và top 4 là BlackRock. Và đặc biệt là Fidelity, đặc biệt Fidelity họ mới nhảy vào nhưng mà họ đã tăng cái lượng sở hữu cổ phần của công ty MicroStrategy lên đến 668% trong một tháng qua. Đó, chúng ta thấy một cái sự tham dự điên cuồng của những cái quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới vào thị trường quý tổ thông qua những công ty như kiểu công ty MicroStrategy thì cái việc mà những cái quỹ này họ mua cổ phần họ sở hữu cổ phần của công ty MicroStrategy thì nó không khác gì với việc mà họ đang sở hữu Bitcoin cả bởi vì tài sản của MicroStrategy và giá trị công ty là hoàn toàn phụ thuộc vào Bitcoin đó, thì mọi người thấy không nó rất là âm thầm nó rất là âm thầm không có một cái thông báo hoành tráng rằng là ở Fidelity mua Bitcoin. Đấy nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu ra thì chúng ta thấy rằng là ồ hóa ra là họ đang là cổ đông lớn nhất của công ty nhé. cổ đông lớn nhất của công ty MicroStrategy một cái công ty đại chúng ở trên sàn chứng khoán và công ty này là cái thực thể đại chúng lớn nhất thế giới. nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Đứng thứ hai là Tesla cái này tesla nhưng mà microstrategy vẫn là công ty đứng đầu thực thể đại chúng lớn nhất thế giới à, nắm giữ bitcoin lớn nhất thế giới nắm giữ nhiều nhất à, và top các cái owner top top các cái uh, cổ đông lớn thì đều là những cái quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới vậy là họ đã rất sớm rồi họ tham dự thị trường từ rất sớm thông qua những cái công ty như vậy à, có thể còn nhiều công ty nữa mark cuban mình nghĩ rằng là trong các cái nhà đầu tư của các công ty của ông cũng có rất nhiều các cái quỹ quản lý tài sản lớn trên thế giới à, các cái shark đều đã lên thuyền rồi và sự bùng nổ mình nghĩ rằng sự bùng nổ nó sẽ để dành cho chu kỳ tới sự bùng nổ nó sẽ dành cho chu kỳ tới và bây giờ chúng ta thấy à, những thông tin đã dần dần nó được sáng tỏ à, tuy mọi người nhìn đã tuy Coinbase đang bị Ủy ban chứng khoán hoa kỳ đầu tư à Ủy ban chứng khoán hoa kỳ à, điều tra nhưng mà trong cái hồ sơ nộp xin cấp cái quỹ Bitcoin ETF Spot của BlackRock thì nói rằng là người giám sát của quỹ và thay mặt cho quỹ nắm giữ Bitcoin sẽ là dàn giao dịch tiền điện tử Coinbase nghĩa là Coinbase vẫn là một cái tên rất là uy tín được nêu ra ở đây và chính vì là là trong cái deal này có Coinbase thì mình nghĩ rằng là cái phụ kiện của ủy ban chứng Hoa kỳ với cả Coinbase ấy, nó sẽ nó sẽ được đàm phán nó sẽ được thỏa hiệp Đó bởi vì khi mà anh lớn nhúng tay vào rồi thì ủy ban chứng khoán hoa kỳ mình nghĩ rằng là sẽ không không quá làm khó coi bay và tất cả những cái lợi ích về chính trị hay là về tài chính ở đây nó cũng sẽ phải được hài hòa và coi bay không phải à và backdrop không phải cứ đơn giản mà họ khơi khơi họ nộp một cái đơn xin cấp phép như vậy bởi vì những cái quỹ lớn như vậy mà khi mà họ nộp đơn mà không được À, không được thông qua thì nó thực sự là nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái uy tín của họ trong ngành. Vì vậy nên họ phải rất chắc chắn và họ gần như là nắm đằng chuôi rồi thì họ mới nộp cái đơn, nộp đơn là phải ăn đúng không ạ? vì vậy nên là à, dân tình ở trong thị trường crypto đều rất là háo hức về câu chuyện à, nộp đơn của BlackRock. À, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thể nhìn thấy một cái à, Bitcoin quỹ Bitcoin ETF spot sẽ xuất hiện vào chu kỳ sau mình nghĩ rằng là chu kỳ sau nó sẽ sẽ bắt đầu và dường như là nó khớp với cả chu kỳ của thị trường nó khớp với cả chu kỳ Vinh 4 năm một lần của Bitcoin vào năm 2024 và nó cũng khớp với cả các cái chu kỳ thị trường gấu rồi thị trường bò trước đó. Chúng ta đều thấy rằng là sau Vinh một khoảng thời gian thị trường sẽ tăng trưởng rất là mạnh và có thể động lực cho cái việc mà tăng trưởng ở trong cái chu kỳ tới, chu kỳ Vinh tới có thể chính là cái quỹ Bitcoin ETF spot mà BlackRock đang để đơn để xin cấp phép này. hôm qua thì chúng ta có một cái FUD liên quan đến Tether thì hôm nay sáng nay chúng ta thấy rằng là Tether đã viết một cái thông cáo báo chí để mà giải thích cái 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 cái, cái FUD ngày hôm qua thì cái FUD đấy nó cũng không phải là cái FUD quá mới mà nó là cái FUD gần như là truyền thống của những công ty phát hành tiền stablecoin rồi. Đó là FUD rằng là công ty không đủ tiền để bảo chứng cho cái lượng mà stablecoin nó phát hành. Đó. Thì Tether có viết một cái thông cáo báo chí. Sáng nay mình cũng đã tóm tắt qua cái thông cáo báo chí đấy cho mọi người rồi. Và thông cáo báo chí đấy thì vào năm 2021 thì Tezer bị uh, tổng trưởng lý New York cũng có một cái cuộc điều tra và họ đã uh, đã vượt qua cái cuộc điều tra đó bằng cách một là nộp phạt, hai là uh, chấp nhận cái việc mà kiểm toán và các cái thứ khác để mà đảm bảo rằng là cái tổng tiền mà họ đang nắm giữ, tổng cái tài sản, tổng cái tài sản mà họ đang nắm giữ uh, có đủ khả năng để bảo chứng cho cái lượng mà stablecoin họ phát hành ra. Uh, thì uh, Tezer có nói là năm 2021 thì Coindex cũng uh, đã có yêu cầu một số thông tin Tuy rằng là nó chưa đầy đủ, chính vì vậy nên có kẻ bu đê rằng là Coidex mới gọi là ép food uh, Tether đúng không? rằng là Tether có những cái khoản uh, tài sản nó không được chắc chắn lắm trong cái câu chuyện để bảo chứng cho cái việc phát hành stablecoin gồm những cái thương phiếu hay là những cái giấy nợ của những công ty rất là nhỏ. Thì tới thời điểm hiện tại thì Tether báo rằng là họ đã xử lý hết những thương phiếu đó rồi và thay thế những cái thương phiếu đó bằng những cái tài sản đảm bảo an toàn hơn ví dụ như là trái phiếu chỉ của chính phủ Mỹ chẳng hạn à. đó và trong cái thông cáo báo chí này thì họ cũng nói rằng là họ đã gửi cái thông tin mới nhất về chứng minh tài sản cho coi deck thì có thể là trong thời gian tới coin sẽ có đính chính và sẽ có những cái bài bài báo khác nói về những cái tài sản bảo chứng của của Tether đó. thì sau cái thông báo báo chí thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại thì Tether thì nó đã gần như là về lại được cái puck một đô của nó rồi À, gần như là về lại được cái mức một đô của nó rồi. Ngày hôm qua của nó là à, sáu mấy hoặc là 7 mấy thì hôm bây giờ nó là 0,999 thì thì nó gần như chúng ta có thể coi là gần như là nó đã về được cái mức ban đầu của nó, về được cái mức là, à, là là một đô. À, tuy rằng nó vẫn cách cách một chút đúng không ạ? Theo biểu đồ chúng ta thấy vẫn còn cách cách một chút. À, nhưng mà rõ ràng là UD này thì nó đã à, mình nghĩ rằng nó đã được xử lý rồi sáng nay sáng nay cái giám đốc kỹ thuật của Tether rất là tự tin lên chào buổi sáng mọi người đây Good morning thì mình nghĩ rằng là các vấn đề nó đã đã dần được giải quyết thì Tether đây không phải là lần đầu tiên mọi người nghi ngờ về cái tiền bảo chứng của Tether trong cái việc phát hành stablecoin Đấy, mà nó bị nghi ngờ ngay từ khi nó bắt đầu hình thành rồi mọi người bị nghi ngờ ngay khi nó bắt đầu hình thành và mọi người ở trong thị trường cũng cũng khá là lo lắng về câu chuyện này và coi đây là một quả bom nổ chậm coi đây là một bom nổi chậm ở trong thị trường và cái trong cái video trước mình chia sẻ là mỗi lần chúng ta thấy cái fud về stablecoin thì thường đó là một cái đáy đáy của những cái đợt điều chỉnh thì đều có fud về stablecoin bởi vì nó là cái fud cuối cùng rồi mọi người nó là cái fud cuối cùng của thị trường rồi không còn cái fud gì nó dã man hơn fud về stablecoin nữa và ví dụ như là cái đợt mà fud về pusd chẳng hạn thì mình mình nhắc lại cái đợt đó thì mình cũng khá là phục khá là phục cái việc mà uh, xử lý khủng hoảng của Binance. Uh, họ xử lý khá là tốt uh, khiến cho là cái fud về busd nó không có ảnh hưởng quá lớn đến thị trường chứ thực ra tại cái thời điểm đó busd là một thế lực uh, trong top trong top uh, các cái đồng stablecoin lớn nhất thị trường thì đứng đầu luôn là usdt còn BUSD và USDC luôn luôn đứng thứ hai hoặc là thứ ba hai bên nó trao đổi cho nhau về cái vốn hóa thị trường. khi mà BUSD bị yêu cầu dừng hoạt động và không được in nữa và sau đó là bị thoát ra khỏi thị trường ấy thì nó không tạo nên một cú phút quá lớn ở thị trường mình thực sự phục cái cái việc quản lý khủng hoảng của của bên Binance. Đó. Nhưng mà trên nó thì vẫn còn USDT và bây giờ thì chúng ta À, vừa mới trải qua một cái fud về USDT nữa thực ra thì à, chúng ta những cái người mà đầu tư ở thị trường crypto còn ngồi đây cho đến hiện tại thì phải tự hào chúng ta đáng để tự hào bởi vì chúng ta đã vượt qua quá nhiều cái FUD lớn ở trong thị trường rồi những cái fud đấy mà gán vào thị trường tài chính truyền thống thì chắc có lẽ là bây giờ chúng ta đã ao từ rất sớm đấy, tuy nhiên rằng là À, những cái người mà đầu tư thị trường crypto thì gan có vẻ lớn hơn rất nhiều so với cả những anh em đang đầu tư ở trong thị trường à, tài chính truyền thống à, đó là cái FUD về à, Tether à, và trong cái video hôm qua thì mình cũng đề cập đến một cái công ty tên lạ hoắc là Prometheum à, nó là một cái công ty mà được Ủy ban Trung Hoa Kỳ chỉ mặt đặt tên rằng là đây là một công ty đã À, gọi là đáp ứng rất tốt à, những cái à, yêu cầu quản lý của ủy ban chứng khoán hoa kỳ và là cái công ty duy nhất được cấp phép để hoạt động cung cấp dịch vụ crypto với giấy phép đặc biệt à, và nó được chỉ mặt đặt tên để đứng à, bảo vệ cho ủy ban chứng khoán hoa kỳ trong cái buổi điều trần với cả hạ viện à, và sau cái buổi điều trần đó thì bây giờ à, những người hãy vận động hành lang ở trong thị trường crypto à, ví dụ như là blockchain association à, và tất cả những CEO lớn, tất cả những tên tuổi lớn đều đặt ra câu hỏi là ông Prometheus này là ai? Là ai và đặt ra rất nhiều nghi vấn, rất nhiều nghi vấn. Và họ tìm ra rằng là công ty Prometheus này ạ thậm chí còn không hoạt động. Thậm chí còn không hoạt động. Và đây là chân gỗ của Ủy ban chống Hoa Kỳ và chính vì thế nên uh, luật sư Marisa của uh, Blockchain Association, hiệp hội Blockchain thế giới đã yêu cầu ủy ban chứng khoán hoa kỳ cung cấp những cái tài liệu cụ thể chi tiết hơn về công ty prometheum này đó. để biết được là thực sự là nó là ai và thực ra là tất cả những yêu cầu này với mục đích là vạch trần vạch trần cái câu chuyện prometheum này chỉ là một công ty chân gỗ của ủy ban chứng khoán hoa kỳ thôi họ làm đến mức đó đấy mọi người họ làm đến mức đó họ dựng ra một cái chân gỗ và đứng ra bảo vệ họ trước Hạ viện Hoa Kỳ rằng là những cái hành động thực thi pháp lý của họ hiện tại với cả thị trường crypto là hoàn toàn có lý hoàn toàn có lý và có người ủng hộ họ chứ không phải là không và họ lôi cái công ty chân gỗ này ra để ủng hộ à, vì vậy nên nó tạo một cái sự phẫn nộ rất là lớn ở trong cái làng crypto và bây giờ tất cả những cái tay to mặt lớn ở trong cái thị trường lớn này đều đang muốn yêu cầu một cái thông tin chi tiết cụ thể về tài liệu cấp phép cũng như là tất cả những cái thông tin liên quan đến công ty Prometheum này làm thế nào để nó xin được ủy ban chứng có kỳ cấp phép cho mở một cái sàn giao dịch crypto mà trong khi là tất cả những cái tên tuổi lớn nhất trên thị trường này đều chưa có giấy phép. Đó. Thì đó chính là cái mà mà hiện tại à, thị trường crypto đang đang muốn thông tin, đó. chúng tôi yêu cầu thông tin, nó nó thực ra là nó theo cái đạo luật, đạo luật, đạo luật công khai thông tin và cái đạo luật này cho phép những cái công ty liên quan có thể yêu cầu những cái đơn vị, những cái cơ quan chính phủ như là ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ phải công khai và cung cấp thông tin cụ thể về cái trường hợp này. Quay trở lại Bitcoin, quay trở lại Bitcoin một tí đúng không ạ? Uh, hiện giờ thì uh, thông tin uh, là cá voi vẫn gom cá voi vẫn gom uh, và hơn 10 năm đây là lượng gom của cá voi hơn 10 năm này uh, những người mà ôm bitcoin hơn 10 năm thì thì chúng ta có thể gọi họ là những tín đồ uh, là giáo phái đó là giáo phái bitcoin và cái lượng uh, lượng gọi là bitcoin cầm của họ bây giờ vẫn tăng À, vẫn tiếp tục tăng mọi người nha và tăng đang ở mức cao nhất mọi thời đại luôn Đó. thì à, đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với cả mọi người trong cái video ngày hôm nay thì à, hy vọng rằng cái thông tin này à, mang lại nhiều giá trị cho anh chị và các bạn và nếu mọi người thấy hay thì hãy like, hãy share, subscribe kênh YouTube của và, Steve. và mọi người có thể tham dự thêm vào kênh telegram để có thể cập nhật những cái thông tin một cách mới sớm hơn à, một cách sớm hơn và có thể uh, trao đổi đúng không ạ ở đây chúng ta có thể trao đổi uh, nhiều hơn với cả những cái nhà đầu tư giống như mình à, cảm ơn mọi người và chúc mọi người một uh, cuối tuần à, hôm nay chúng ta chúc cuối tuần thôi chúng ta chúc mọi người một cái cuối tuần uh, vui vẻ với cả gia đình và người thân và hy vọng là chúng ta không có một cái fud nào vào cuối tuần nữa cảm ơn mọi người